Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn những điều trị chứng tê nhức, buồn bực, bó chân của những bệnh nhân bị thoát vị đáy đỉnh, thoái hóa đốt sống, gai đốt sống, đặc biệt là đốt L4, L5, L5, F1, chèn ép nó gây ra. Bệnh nhân này bị tầm 6 năm. Các bạn đã nhìn thấy cái lưng của bệnh nhân sẩn loãng như thế này. Đi lại là trời rét, đặc biệt là mùa rét, bệnh nhân sẽ bó rất nhiều. Chúng ta có thể dùng mãng châm là kim 20. Chúng ta châm từ D1, D2, D11, D12, châm xuyên xuống. Thế khi châm kim dài các bạn cần lưu ý này, chúng ta dài cho cơ mềm, chúng ta đẩy kim là tốt nhất. Chúng ta châm cho giáp tích cái cột sống là 0,5 thốn. Các bạn chỉ cần lưu ý cái hướng kim, hướng kim đi cho đúng thì đường kim sẽ đi chuẩn, không đâm vào nội tạng. Thứ nhất chúng ta học châm kim dài, chúng ta châm ở trên mông trước, sau đó châm lưng sau. Đêm có ngủ được nhiều không bác? Nó ngủ nhiều lắm hả? Thế vì hàng ngày đi lại nó bó chân nhiều không? Cả ngày luôn hay là thỉnh thoảng? Chúng ta châm hai cái huyệt đại trường du nhé, L4 thì L5 nó ra 1,5 thốn. Đây là kinh nghiệm thực tế các bạn này tham khảo, có thể là bản thân mình sẽ bị, bố mẹ mình bị, hoặc là chúng ta có thể tham khảo những ứng dụng trong điều trị. Đây là phương pháp điều trị rất là tốt và rất hiệu quả. Khi châm cứu thì chúng ta lưu ý cố gắng châm nhíu sâu vào huyệt thượng thứ trung hạ thượng lưu. Bởi vì lâu năm 6-7 năm chúng ta châm thận du. Nên mang kim lên nhà. Chúng ta châm chật biên, chúng ta lưu ý khi chúng ta châm cái kim dài thì chúng ta phải nhớ một điều rằng là khi đẩy kim chúng ta châm xa hơn huyệt một chút, thì khi mà kim dài xuống đến huyệt là vừa. Hay bông cồn này. Chân chúng ta cần châm huyệt ủy trung là được, cần châm nhiều quá. Như vậy là xong. Khi kinh nghiệm của tôi điều trị cho bệnh nhân đau lưng, chúng ta châm hai bên. Cái bên không có bệnh nhiều, chúng ta vẫn phải châm một đến hai huyệt, ví dụ như là ủy trung này, thận du này, giáp tích L45 này, hoặc đại trường du này, một giáp 2, 3, 4, như vậy đủ rồi, mắc mát cho người ta đi. Đây.